coi Sophie đi bắt con chim nè Ken. Coi Sophie đi bắt con chim nè. Hai anh em đi dưới bầy chim. Ken ơi cẩn thận xe nha. Trời ơi nó sợ mình kìa. Trời ơi. Anh hai là nó bay mất tiêu rồi. Đợi chút xíu đi nó quay lại nữa. Xuống đây chim ơi. Đây nè. Rồi xong nó bay luôn, nó bay mất tiêu luôn rồi. Thôi mình quay lại lấy xe nè. Okay. Khoan khoan khoan, đổ sữa đưa cho mẹ cái hộp sữa nè. Rồi. Con leo lên đi. Ơi. Sao con? Trời ơi, đi gì mà không có nhìn đường vậy?